Xin được chuyển sang phần tin tức về giá cả và diễn biến của thị trường một số các loại nông sản đáng chú ý. Khi mà dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gây ra đứt gãy chuỗi vận chuyển khiến cho rất nhiều các mặt hàng nông sản bị ùn ứ và bế tắc đầu ra với khối lượng rất lớn. Hôm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn chuối Gia Huy Phát, địa chỉ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa cũng đã gửi đến Sở Công Thương Đồng Nai kêu cứu khi 2.000 tấn chuối của họ đang có nguy cơ bị đổ bỏ vì tắc đầu ra. Công ty có diện tích khoảng 150 hectare chuối với sản lượng khoảng 4.500 tấn chuối, trong đó số lượng chuối đã đến ngày thu hoạch khoảng 1.500 đến 2.000 tấn. Nằm rải rác tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Lắk, tất cả đều đang không thể thu hoạch vì lý do công nhân và các phương tiện vận chuyển không được phép lưu thông qua các chốt kiểm dịch do giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, tất cả các đơn hàng giao chuối cho các hệ thống siêu thị của doanh nghiệp đều không thực hiện được. Công ty này cho biết, nếu không giải quyết được vấn đề ách tắc lưu thông vận chuyển hàng chuối thì có thể sẽ gây ra thiệt hại rất lớn và dẫn đến phá sản của công ty. Thành phố Hồ Chí Minh và 16 tỉnh thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Việc này đang tác động rất lớn tới chăn nuôi gia cầm do các trung tâm giết mổ gia cầm lớn đã dừng hoạt động. Các lò mổ nhỏ và vệ tinh thì cũng chỉ hoạt động cầm chừng khiến cho hàng vạn con gà đến lứa xuất chuồng nhưng không có đầu ra và ùn ứ. Và đã xuất hiện những tình trạng gà chết ở một số cơ sở. Tại một số các trang trại, gà quá lứa chưa thể xuất bán, gà lớn dần rồi lấp kín các chuồng nuôi, chật chội chen chúc đến nỗi gà không thể bước ra máng ăn, số gà chết tăng dần theo từng ngày. Thay vì là nhặt gà để xuất bán thì các chủ trại tại Đồng Nai lại phải thu nhặt xác gà chết đem tiêu hủy. Giá gà công nghiệp hiện chỉ còn từ 6.000 đến 7.000 đồng 1 kg, nhưng thương lái cũng thu mua cầm chừng vì khó khăn trong khâu vận chuyển, trong khi giá thành chăn nuôi hiện nay đã khoảng là 28 cho đến 29.000 đồng 1 kg. Những trại nuôi lớn đang đứng trước nguy cơ lỗ hàng tỷ đồng. Châu Âu là một trong những thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất thế giới. Đây cũng là thị trường mà cá tra Việt Nam đang chi phối và dường như là không có đối thủ cạnh tranh. Song từ đầu năm cho đến nay thì xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường EU liên tục giảm và đã có gần 25 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam rút khỏi thị trường này. Tính đến nửa đầu tháng 6, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt 51 triệu đô la Mỹ, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường EU tăng trưởng âm liên tiếp trong 2 năm trở lại đây. Năm nay, thị trường bán lẻ EU bắt đầu khôi phục trở lại sau đà giảm sâu do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngành dịch vụ thực phẩm, nhà hàng, khách sạn tại EU vẫn phục hồi rất chậm. Trước thay đổi của thị trường EU, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đã chuyển hướng sang thị trường khác. Tính tới cuối tháng 5, đã có gần 25 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam rút khỏi thị trường EU. Châu Âu, EU là một trong những thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất thế giới. Đây cũng là thị trường mà cá tra Việt Nam đang chi phối và dường như là không có đối thủ cạnh tranh. Song việc gần 25 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam rút khỏi thị trường này đang đặt ra câu hỏi lớn. Và để đi tìm câu trả lời, chúng tôi đã kết nối với ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP ngay sau đây. Vâng, xin chào ông ạ. Thưa ông, là trong khi chúng ta có rất nhiều những lợi thế về xuất khẩu cá tra sau khi mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực thì tính đến nửa đầu tháng 6 vừa rồi, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đã đạt 51 triệu đô la Mỹ, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng nghĩa với việc là giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường EU tăng trưởng âm 2 năm liên tiếp. Tại sao lại có tình trạng như thế này ạ? Một số doanh nghiệp thì không thấy xuất hiện trên cái danh sách mà xuất khẩu vào châu Âu, chứ không có nghĩa là họ quyết định rút lui, mà là khách hàng của họ không mua thì họ không bán là một. Cái thứ hai nữa cũng có thể là do khách hàng của họ trả giá thấp quá, trong khi họ mua nguyên liệu ở giá cao hơn, họ phải bán cho một cái thị trường khác với một cái giá cao hơn chẳng hạn, thì cuối cùng họ cũng không thể bán được. Vấn đề là tạm ngưng do vấn đề diễn biến của dịch COVID. Tuy nhiên rằng cũng có thể sẽ dẫn đến một cái hệ quả là gì, là có thể họ sẽ không vào lại thị trường châu Âu nữa, là bởi vì khi mà họ đã chuyển hướng qua thị trường khác rồi thì nhiều khi họ thấy rằng là không biết là sắp tới đây thì họ có quay trở lại hay không. Đấy, thì lúc đó mới gọi là rút lui. Vâng, từ đầu năm đến nay thì cũng đã có gần 25 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam được cho là rút lui khỏi thị trường EU. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu chuyển hướng như vậy ạ? Bởi vì sao? Cái kênh bán hàng á, nó quyết định đến cái chuyện họ có mua vô hay không. Ví dụ giờ họ lâu nay họ
họ bán cho hệ thống nhà hàng, khách sạn hay là catering chẳng hạn. Bây giờ do vấn đề dịch, những cái đó nó không có nhu cầu thì làm sao họ mua được, họ mua về họ làm gì đâu. Họ không mua thì bên này làm sao bán được. Người ta không có đi ra đường thì người ta đâu có nhu cầu, chỉ có mua về nhà để mà nấu ăn thôi. Mà nếu mà mua về nhà nấu ăn thì nó là qua kênh siêu thị, mà kênh siêu thị là lâu nay là của mình thì cũng không phải là chủ yếu qua cái kênh đấy. Còn ví dụ những cái công ty khác có thể là họ bán được cho hệ thống siêu thị thì họ vẫn duy trì họ mua. Dạ vâng, vậy quyết định chuyển hướng sang các thị trường khác thay vì là EU thì liệu có thực sự là một lựa chọn đúng đắn hay không? Và chúng ta có các cái giải pháp nào để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục gắn bó với thị trường đầy rộng mở là EU ạ? Vấn đề là tùy thuộc vào cái nhận định của phía bên các doanh nghiệp thôi. Thí dụ giả sử như bây giờ lâu nay thì họ sản xuất cho châu Âu, bây giờ thì bắt đầu họ mới có khách hàng đi Trung Quốc chẳng hạn. Thì trên cơ sở đó thì cũng có thể là nhu cầu Trung Quốc nó tăng lên thì hoặc là giá nó tốt hơn giá châu Âu chẳng hạn, thì họ lại chuyển hướng qua thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên là mình vẫn xác định với nhau là thị trường châu Âu vẫn là một cái thị trường là quan trọng và gần như là cũng rất là tiềm năng. Vấn đề là khi mà người ta phục hồi sau dịch thì chắc chắn là nhu cầu nó sẽ tăng lên. Hiện nay là về phía bên Hiệp hội và CF thì cũng đang làm việc với các bên liên quan để trên cơ sở đó làm sao để mà có thể là hài hòa hóa tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề chứng nhận, nhằm là mục tiêu là cũng là để trên cơ sở đó làm cho người tiêu dùng tin tưởng hơn nữa đến cái sản phẩm của mình, và như vậy là khả năng vẫn có thể là làm giúp cho các doanh nghiệp có thể là tiếp cận nó nhanh hơn và nó thuận lợi hơn khi mà vào thị trường châu Âu. Vâng, xin được cảm ơn ông. Chuyển sang những mặt hàng nông sản khác, trong tuần qua tại các vựa lúa lớn nhất ở khu vực châu Á, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm xuống mức thấp của nhiều tháng, giữa bối cảnh nhu cầu giảm trong khi nguồn cung tăng lên. Tại Ấn Độ, giá gạo đã chạm mức thấp nhất của 16 tháng do chính phủ giải phóng các kho dự trữ, trong khi giá gạo của Thái Lan ngày 22 tháng 7 đã chạm mức thấp nhất trong gần 20 tháng vì không có người mua. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng đã chạm mức thấp nhất trong hơn 16 tháng, giảm mạnh xuống còn 395 đến 400 USD một tấn trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 7, so với mức giá 465 đến 470 USD một tấn trong tuần trước đó. Nguyên nhân giá gạo Việt Nam giảm là do nhu cầu gạo giảm, trong khi các nước đối thủ đang chào giá rất thấp. Bên cạnh đó, nguồn cung trong nước đang tăng lên khi vụ lúa hè thu đang vào đợt thu hoạch rộ. Giá cà phê thế giới ghi nhận qua một tuần tăng trưởng mạnh mẽ. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 và tháng 11 tăng thêm 132 và 151 đô la Mỹ trên một tấn, trong khi giá cà phê Arabica giao tháng 9 và tháng 12 cũng tăng khá cao. Chuyên gia dự đoán là đà tăng sẽ vẫn chưa dừng lại. Sáng qua 25 tháng 7, giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức 36.800 đồng 1 kg. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Pleiku, Kon Tum ở mức 37.500 tới 37.600 đồng 1 kg. Tại cảng thành phố Hồ Chí Minh, Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% ở mức 1.954 đô la Mỹ một tấn theo giá phốp giao tại cảng, tăng 55 đô la Mỹ một tấn. Các chuyên gia nhận định dù giá thế giới có thể tiếp tục tăng cao hơn trong thời gian tới, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu cà phê không được hưởng lợi do phần lớn chi phí tăng là để bù đắp các chi phí về vận tải.